Mai vàng núi Bà Tây Ninh xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay là cái ngày 23 tháng 3 âm lịch. Trước hết xin chúc sức khỏe đến tất cả các bạn. Hôm nay hổm rày tôi thưa làm cái clip do cái sức khỏe. Thì trước khi vô tiêu đề này xin cảm ơn tất cả các bạn đã chúc sức khỏe cho tôi. Thì từ từ các bạn ơi, bây giờ thì cái cách làm của tôi thì nó rất là đơn giản. Tôi đã chia sẻ rồi, cứ y vậy mà làm. Thì hôm nay cái tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn là tôi có cắt một cây mai. Hồi đó cái phần ngọn á các bạn. Cái tiêu đề này là gì? Mình xem lại cái phần ngọn cây mai đã cắt để mình tạo cái ngọn mới. Lúc đó cái đầu cắt nó cỡ vậy nè các bạn. Nha, khoanh tay mình vậy nè. Nó lớn vậy, coi vậy mà khó nha các bạn. Giải cách chăm sóc thì thường thường những cây mai cái đầu ngọn nó rất quan trọng, đúng không các bạn? Đây này, phần cái đầu ngọn là cái phần trên hết, chót nó rất quan trọng. Khi mình cắt dù nhỏ dù lớn gì nó ra một nùi thì mình phải sửa lại, nhưng mà bây giờ thôi các bạn để cho già đi chắc ăn. Tại vì cái cách làm là trong tháng 5 mình dứt khoát mình phải sửa lại cái cây. Cuối tháng 5 đi các bạn ơi, năm nay làm trễ chút đi, cũng không cần phải mùng 5 tháng 5 ha. Cuối tháng 5, đầu tháng 6 mình sửa tàn đó. Rồi mình sửa luôn những cái phần cái ngọn của cây mai. Lúc nào cũng vậy, một phải một thân một cốt, nhưng nó cũng tùy cây ha. Rồi thôi bây giờ tôi trở lại cái cây mai này. Cây mai mà tôi đã làm cái 30 tháng 2, tức là tháng 2 tôi mới sửa tàn thì cái cây mai này nè. Các bạn nhớ không? Tôi cắt gọn hết ha, cắt sâu luôn. Thì hiện nay nó ra như vậy. Thì trong cái thời gian á thì có cái tôi chia sẻ cái phần ngọn nè, là cái phần này nè. Đây, để tôi đây nè, các bạn nha, nhìn thấy ha. Đầu cây. Nó nhỏ hơn cái ly cà phê các bạn ha, nhỏ hơn cái ly cà phê, nhưng tôi nói các bạn dày chứ khó lắm chứ không phải dễ. Thì bây giờ ra nè, thì cái phần ngọn này á, thường thường á những cái mai nó đã chuẩn rồi thì nó dễ lắm, nhưng mà những cây mai mà do mình sơ ý á, mình để á, mình phải cắt bự đó. Các bạn thấy không, như vậy chứ khó lắm mà nghe. Thì bây giờ sao tôi nói các bạn vậy, khoan đừng đã động gì tới, để cho nó già đi. Do cái kinh nghiệm ha, và cái khiếm khuyết của tôi là hồi đó thí dụ như vậy, thường thường là mình để lại một cành nè, một cành thôi thì mình tước hết những cái cành này bỏ đi thì nó nuôi không nổi. Các bạn cũng chia sẻ coi ha, coi phải vậy hay không. Thì thường thường á vậy nè, cái mình lãi đi cái đầu nhỏ thì được, ở vậy á đầu tay một mình chừa một liền thì được, nhưng mà những cái đầu cắt lớn này đó, nếu các bạn lãi đi chừa một cái này, từ từ tôi thấy hình như nó sụ xuống luôn và nó rút lại, nó héo luôn. Thì lý do đây là cá nhân tôi ha, thì các bạn cùng chia sẻ gì, nó canh cạnh dinh dưỡng không đủ. Cũng như bây giờ thí dụ như cây vậy thì các bạn thấy cũng đủ lớn ở đây nè, nó mập nè, chưa nè, thấy không? Thì sao các bạn, khi mình lãi cái này và mình bỏ cái này thì cái phần này nó sẽ chết nè. Đồng ý là mình cắt phải hơi xéo gì xuống ha, để cho cái nhựa nó dẫn lên, nhưng cái phần này nó sẽ chết một bên đây, và cái cành này còn lại coi chừng nó rút dinh dưỡng không được thì nó cũng sẽ quỷ theo. Mà nó quỷ cái này thì mình phải sửa lại nữa, đi xuống nữa, không lên nữa, có cái lên cái không, rất là khó. Do đó nên tôi nói các bạn cái đầu cắt này thôi thì bỏ luôn đi, tới tháng 5 thôi mình tính cho, hoặc là cái này nó thiệt là già thì mình phải xử lý còn một thôi, đúng không? Bắt đầu mình chừa hai, cho nó hai bên vậy nè, nó nuôi những cái phần thân ở đây cho nó chảy nhựa đi, rồi mình cắt lại một, chừa hai rồi bắt đầu mình mới chừa một. Nhưng mà bây giờ thôi nha các bạn, thôi để vậy đi ha. Rồi đó là tôi chia sẻ cái nội dung chính ngày hôm nay, cái phần cắt. Thì có các bạn hỏi vậy, cây mai nuôi thế nào để cho nó đừng có chết? Thì tôi nói các bạn giờ á, cái ý các bạn là nuôi sao cho sống khỏe đó chứ gì. Nhưng mà bạn hỏi vậy
Bởi vì bây giờ mình nói là cây mai nào, cái cây có sống thì nó phải có chết. Nhưng mình nuôi theo cái cách riêng của mình, mỗi mùa cách nó sẽ tăng cái tuổi thọ lên. Nhất là cây mai nuôi chậu. Tại sao? Tại vì ở ngoài đất á, thì nó cái thiên nhiên thì thôi mình, nó tuổi thọ nó cao lắm các bạn, cả trăm năm nữa theo mình biết ha. Còn những cây mai mình vô chậu do mình làm sai với cái môi trường, đúng không? Do vậy nên cây mai của mình thường á, nó sống là do cái mình cách chăm sóc thôi. Thứ nhất tôi nhắc lại ha, nước. Cái gì cái nước là quan trọng nhất, đúng không các bạn? Thứ hai là gì? Phải có phân hữu cơ. Trong cây mai không thể nào thiếu phân hữu cơ. Thiếu phân hữu cơ, các bạn bón thí dụ như, mà giờ hữu cơ là cái gì? À, cho tôi nói ha. Thì những cái phần thần mà nó có trong tự nhiên, phân bò, phân dơi, phân gà đó. À, thường thì người ta đã chế sẵn, tôi xài cái phân gà nén, đúng không các bạn? Thì mình cứ xài, có gì đâu. Nó phải có. Còn những bạn xài thí dụ như N3M hay là 10-30-10, các bạn tức là sợ nó hôi, tại vì những cái phân hữu cơ thì nó hơi hôi, cũng như phân gà nén nó cũng hôi nữa. Các bạn đưa, các bạn sợ nó hôi hoặc rồi thì các bạn cứ mua ít dầu các bạn rải, nó không có hôi, thấy không? Cái đó là để làm gì? Nó điều hòa cây trồng của mình. Nếu không có cái đó, các bạn không xài cái loại này, cái hữu cơ, thì cây mai các bạn trong vòng 3 năm bạn xài hóa học không? Và tôi nói một lần nữa nè, cái phân Atunit và N3M cũng là cái loại phân, nhưng người ta chế ra cái dạng Atunit thì nước, cái kia thì bột bình pha, chứ không phải là Atunit là không phải là các bạn nói là không phải phân, không phải nó là phân đó, nhưng dạng nước. Và mình xài cái đó không thì sao? Cây mai mình trong vòng 3 năm nó sẽ chuyển biến liền. Chuyển liền là gì? Nó suy. Thì cái đó là do mình. Và tôi nói các bạn, tôi làm, ai làm cây mai nó cũng chết hết. Tôi cũng làm chết. Nhưng mình đã làm hết khả năng của mình rồi thì bây giờ chết chịu. Nhưng mà khó lắm các bạn ơi. Khi những cây mai theo cái cách làm của tôi ha, những cây mai mà nó đã ổn định vậy rồi nè, nước, đúng không, là nó đã sống rồi. 70% là do nước. Và một lần nữa tôi nói các bạn, bón làm gì các bạn, cách nào cũng được hết, nhưng phải mỗi là một tháng phải chen một cây cử hữu cơ. Còn cái kia các bạn muốn bỏ gì các bạn bỏ, bạn tưới gì tưới, nhưng phải chen hữu cơ cho nó tăng lại, tăng cái sức sống và nó gì bền bỉ cho cây mai, đúng không? Rồi đó là cái phần tôi bổ sung thêm. Và có những bạn nói là vậy, hiện nay có những cây bây giờ nó ra cái nút cái gạo á nè, thì Tết nó kẹp hay không? Tôi nói các bạn ra trái luôn nè. Tôi chưa có bứt kẹp hen. Tôi làm biếng đây nè, bệnh hoạn rồi cũng làm biếng quá, bứt để nó suy cây. Cây mai Tết nó ra bông kịp không? Thì tôi nói các bạn, dư thừa, dư ra bông. Tôi nói các bạn, từ tháng 7, mình đã làm năm rồi, từ tháng 7, ha, tháng 8 bắt đầu nó mới tạo mầm, phân quá mầm qua. Thì bây giờ nó ra, kể nó ra trong này chứ ngoài này làm sao ra được cái nè. Bạn thấy cái này nè, cái tháng này là mưa xuống đã ra mầm lá hết. Thì cái mầm ở đây nè, cái này nó đi ra nè, nó mới tạo cái nút cái gạo nè. Chứ thật sự cái này nó không có tạo gì hết, cái này nè. Nó ra cái tầng sau nó sẽ tạo nút tạo gạo. Bây giờ nó có ra đi nữa, nó cũng ra ở trong, kệ nó. Và tôi bảo đảm các bạn kịp, nếu cây mai nó phát triển vậy, nay cũng long thông lớn thỉnh, cái này nữa cắt hết đâu có xài đâu. Và thôi bây giờ tôi nói các bạn, nếu trong cái giai đoạn này của tôi cũng như các bạn, đừng xử lý gì hết, đừng cắt gì hết trơn. Để cuối tháng 5 mình sửa lại một lần, đúng không? Sửa lại một lần đi các bạn, rồi mình bỏ. À, một lần rồi cái bắt đầu mình mới tỉa cái lá đó, cái phần ngọn đó mình mới cắt sửa hoài tới tháng 10 mình bỏ luôn.
đúng không? Thì nó sẽ trở thành cây mai Tết nó có bồng chơi. Và tôi một lần nữa để kết thúc chủ đề này, tôi quả quyết với các bạn là sao? Nếu cây mai hiện nay đúng không, nó đã phục hồi rồi là vậy, tức là tôi nghĩ cho là cây mai bình thường á, cái sức sống trở lên thì Tết nó sẽ có ra bông. Còn bây giờ thì kệ nó, nó ra gì nó ra. Và những cái đọt này thôi bây giờ khỏi xử lý gì đi, còn có một tháng mấy nữa mình sẽ cắt nó bỏ, đúng không? Cắt lại về nè, mình sửa hết lại, sửa hết một lần lại. Và mùng 5 tháng 5 tôi nói các bạn một lần nữa, nếu các bạn có điều kiện 1-2 cây, các bạn cứ lặt lá đi. Tôi chia sẻ rồi, mấy anh em nó cũng có liên hệ với tôi hoài, là mùng 5 tháng 5 các bạn, năm rồi mấy năm trước cũng vậy, tôi đã làm thử ăn. Hôm nay tôi cũng làm, thì những bạn đó đã lặt lá thì sao, cây mai nó ra bông rất là chuẩn, nó không bị trước sau trong cái ngày Tết này. Giờ nó ra vậy đó, mai mốt cũng cắt bỏ, nhưng mà bây giờ mình phải lãi đi các bạn. Không lãi á thì cái cây của mình nó bị mất sức chứ không có gì. Đây. Tôi cũng có mấy cây để chơi ha, sườn, đúng không các bạn? Rồi đó là cái tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay, và các bạn thông cảm ha, cái tiếng nói tôi cũng hơi nhỏ, các bạn ráng cố gắng nghe dùm ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.